Dạ vâng, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video bên em nhé. Em lên cho người một cái con âm ly rất là khủng ở đây của hãng Onkyo. Onkyo có mã là A917F nha các bác nhé. Dòng này thì như Onkyo thông thường nó sẽ có các dòng như kiểu là 817 này hay là 917 gì đấy. Nhưng dòng 917F thì là đời rất là cao nhá. Em không biết đâu cả nhưng mà nguyên nhìn con âm ly thôi đã thấy rất là đồ sộ rồi, khủng bố rồi. Siêu to luôn nha các bác nhá. Đấy, đây mặt đằng trước của nó thì sẽ là mặt phay nhôm trắng. Còn bên cạnh của nó thì là sẽ là hồi 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 để bảo vệ này. Bên trên thì là mặt nhôm được sơn tĩnh điện rồi nha các bác nhé. Đấy, một sự kết hợp rất là hài hòa của âm ly. Đây, nút nguồn này, các chế độ điều chỉnh, chế độ đầu vào này, volume chính giữa và chế độ điều chỉnh nhạc hay sao. Đây, các nút tinh chỉnh thì nằm ở phía dưới như thế này nha các bác nhé. Đấy, siêu to siêu khủng luôn, em tập mọi người. Đây, đấy, hồi hiếc của nó phải nói là bóng bẩy đẹp dã man luôn. Đây, bên này cũng như vậy nhé, hồi này. Đấy, quá chuẩn chỉ luôn. Đấy, đây phía đằng sau của âm ly này. Đấy. Rồi nhìn chất thế, nó chia làm hai phần riêng biệt đúng không ạ? Trái phải. Bên phải ôi, em nói thật với các bác, cái khoản nguyên cái khoản mà kết nối loa mà rắc đã to này đã nhìn đã thấy thích thú rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều cái con âm ly mà rắc nhỏ ấy. Ôi bên em á, phải nói thật mọi người xoáy đã lau tay rồi, chưa kể lại phải mắt mũi này phải nhìn xem là ở lỗ nào. Như đây thì nó rất là to, như các bác sử dụng thì rất là đơn giản rồi. Đấy. Đây, trở kháng của từng cầu thì sẽ là 6 đến 16 ôm, của cả hai cầu cộng lại là từ 12 đến 16 ôm nhá. Đấy, cái ôm với cái trở kháng như thế này thì rất là rõ để các bác có thể cân bằng làm sao mình ghép loa giả sử một cầu ra sao, hai cầu như thế nào nhá. Đấy. Đây, tiếp đến thì sẽ là Onkyo 917F được sản xuất tại Nhật, công suất của âm ly là 190W nhá. Sử dụng điện 100V giúp em. Đấy, công suất tận lên đến 190W. Nói là 190W này thôi, các bác kéo loa thì vô tư cho em thoải mái, cũng không bao giờ hết được cái công suất của âm ly đâu. Đấy, các chế độ đầu vào cho mọi người luôn, Tape 1, 2, Dark CD, AUX này, rất nhiều luôn, tất cả đều được mạ vàng nha các bác nhá. Đấy. Đây, em rất là thích những cái âm ly nào nhá. Em nói rất là nhiều rồi, em rất là thích bởi vì nó chia cái cổng phono riêng biệt ra như thế này. Bởi vì rất nhiều các bác bên em là thôi, nếu như nó để cổng phono đây là thôi các bác nhìn, tao thích cổng nào thì tao tao cắm dây điện thoại vào cổng đấy đúng không ạ? Đấy, rất nhiều bác như thế rồi. Và khi cắm vào cái cổng phono ấy thì tiếng của nó sẽ hơi bị loẹt xoẹt lụt sụt một chút bởi vì nó là cái cổng dài mãn riêng từ đĩa than kết nối vào đây nhá. Đấy, nên mọi người cắm cho em trừ cái cổng này ra. Đấy, giả sử như cổng tuner, nó tuner này là gắn từ cái thớt 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 FMEM xuống. Đấy thì các bác có thể gắm vào đây hoặc mình cứ để cổng AUX này. Đấy, ok luôn. Sau đây thì em sẽ ở đây nhá, em quay luôn cho mọi người series của con này là con Onkyo có mã có số series là 62040137658. Đấy thì mọi người lưu ý cho em là cái số series nhá, bởi vì bây giờ âm ly về khá là nhiều nên các bác cứ xem cho em đúng số series thì mọi người nhận hàng, còn không đúng số series thì mọi người trả hàng quay đầu lại giúp em luôn. Đấy, không phải lăn tăn gì cả. Nhà em sẽ mở ra test thử cho mọi người ok luôn về cái con âm ly này luôn. Đấy, các bác khi mà nhận hàng mọi người kiểm tra trước khi thanh toán nhá. Mọi người bảo em ơi em giao hàng ơi chị anh mở ra để anh kiểm tra cái số series của anh. Đấy, mọi người đúng thì mọi người trả tiền, còn không thì mọi người thôi anh không lấy hàng đâu. Quay đầu lại giúp em luôn. Đó. Sau đây thì em sẽ mở luôn về cái nội thất bên trong của nó để mọi người có thể nhìn thấy rõ nhất và có thể nắm bắt rõ nhất nhé. Canh đợi em một phút thôi ạ. Đây, đợi em một chút ạ. Dạ vâng nhá, đây em vừa tháo ra rồi, tưởng một phát ăn ngay các bạn ạ. Đấy, nhìn phát tưởng là chỉ tháo nguyên cái nắp bên trên là gỡ được luôn, nhưng mà không ngờ lại đi hết cả cụm này. Đấy, bên trên nguyên bên trên đã mất 6 con ốc rồi, lại còn chưa kể hai bên hồi của nó mỗi bên 4 con nữa. Đấy, ngồi cũng mất một lúc rồi các bác thấy không? Đấy, cứ tưởng là ăn được luôn đấy. Đây, phía bên trong của nó đây nhá, nội thất đây. Ôi giời, nhìn dày dít luôn. Đấy, em nhìn chiếu từ trên cao cho mọi người nhìn thấy này. Đấy, tổng quan này. Đấy, phía bên dưới đây, cụ nguồn của nó em thật mọi người. Nguồn này phải to gấp đôi những cái nguồn mà em hay quay cho mọi người nhá. Đấy, tụ nó cũng rất là khủng. Tụ này phải to bằng lon Coca-Cola rồi chứ không phải lon bò húc nữa vì nó cao to luôn. Đấy. Cái này thì thật sự mọi người thì đây em cứ quay chậm chậm cho các anh để các anh có thể hình dung và nhìn rõ nhất nhá, chứ còn để mà bảo là từng con gì thì em cũng không 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 dành để chỉ cho mọi người, không các anh lại bảo múa gì có mắt thợ chết. Đấy. Đây, ở đây thì em thấy có chạy cái 8 con sò nha các anh nhìn không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 con sò đen nha các bác nhá. Đấy. Đấy, các anh nhìn thấy không ạ? Đó. Đấy, đây là tổng quan về nội thất của âm ly nhá. Sau đây em sẽ test luôn về cái chất âm của cái con này cho mọi người để các anh có thể thấy luôn này.
Đấy, tiện thể đây thì test luôn. Đây, đây em đang kết nối với cả điện thoại nhá. Đây, bằng cổng em kết nối bằng cổng AUX 1 này, em cho to lên này. Ấn sang cầu B thì nó sẽ không có tiếng đâu, đối với AB mới có tiếng này. Đấy, A này. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Đấy là một đoạn chất âm nhá, em sẽ thử luôn bờ lăng này. Đây, loa một loa này. Đấy, đây. Loa này. Đấy, về trái về phải này. Đấy. Đấy. Đấy, ok nhá. Tép này. Đấy. Đấy, đưa hết tép ra nó khác đúng không ạ? Bát nhá. Đấy, giảm hết bát đi này. Đưa bát này. Đấy. Đó. Ok nhá, đấy bát tép này, vừa lăng này, ok hết nhá. À mọi người lưu ý giúp em này, ở đây thì nó có một cái nút ở đây bên cạnh, đây là volume này, bên cạnh có cái nút Sure Direct. Thì mọi người lưu ý giúp em là mọi người chỉnh cho em đừng để ở chế độ Direct này nhá. Đấy, bởi vì khi chỉnh ở Direct thì mọi người sẽ không thể nào mà chỉnh được các chế độ như bờ lăng. Đây em vặn này. Đấy, đây em vặn này. Mọi người thấy không? Đấy, không có tác dụng gì nhá. Bát tép cũng như vậy. Đấy, không có tác dụng gì luôn. Đấy, tương tự nhá. Đấy thì mọi người lưu ý giúp em nhé, là mọi người để ở chế độ thì tránh cái chế độ Direct này ra. Đấy, mọi người để sang tone này, tone này. Đấy thì cái này thì mọi người mới có thể chỉnh được bass tép hay bờ lăng. Còn nếu mà để Direct thì các bác lại nghĩ là nó đang bị âm đi bị hỏng, nó không chỉnh được nhá. Thế nên mọi người lưu ý giúp em là tránh cái để chế độ Direct này ra. Đấy, dạ vâng nhá, vừa rồi thì là toàn bộ chi tiết về chiếc âm ly Onkyo 917F này, từ nội thất từ ngoại thất cho tới nội thất bên trong, cũng như là chất âm rồi các chế độ tinh chỉnh của nó đều hoạt động ok hết nhá. Đấy thì con này em xin báo giá luôn. Con này thì đây là dòng đời cao. Onkyo 917 này nó cũng có hai loại là 917 trơm và 917F. Thì 917F là đời cao hơn rất là nhiều. Đấy, nó khủng hơn, nội thất bên trong đồ sộ hơn rất là nhiều, công suất cao hơn, kéo loa vô tư thoải mái luôn. Và con này thì em thật mọi người, nó phải là hoa hậu luôn rồi, không là không ai dám tranh với nó luôn. Đấy thì con này em sẽ để cho mọi người giá là rất là lăn tăn luôn thật sự mọi người, bởi vì bây giờ giá nhập vào thậm chí bây giờ còn cao hơn cả giá bán hiện tại luôn ấy. Nhưng thôi, em vẫn để cho mọi người cái giá gọi là hỗ trợ vận chuyển tận nhà luôn nhá. Đấy thì em sẽ để mọi người giá là 3.790.000, còn bên ngoài toàn bán là 4 triệu hơn ấy, 4.2 triệu ấy. Đấy nhưng thôi nhá, đấy em chỉ để cho mọi người giá đấy thôi. Nên bác nào mà đang có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ luôn với em. Số điện thoại của em là 0966 594 481, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, bác nào mà
thích là phải alo luôn cho em ấy, bởi vì mã này bây giờ nhà em nó hết sạch rồi nên em phải quay series cho mọi người để mọi người thấy, bởi vì không có cái thứ hai để mà có thể gọi là thay đổi hay là cho bác khách thứ hai đâu. Thế nên là mọi người thông cảm giúp em nhé. Dạ vâng, em xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại.